Thưa quý vị, những ngày qua thì số điện thoại này đã trở nên quen thuộc với người dân tỉnh An Giang. Nếu muốn tố giác tội phạm hay tố giác hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, thì ai cũng có thể nhấc máy lên để gọi hoặc nhắn tin. Alo, hai sòng bài đó, anh có biết là một trong sòng đó có ai làm việc chứa không? Về cái thời gian nó tổ chức là ngày thời gian nào anh có nắm không? Từ đường dây nóng sau khi tiếp nhận và sàng lọc thì các thông tin sẽ được chuyển đến Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng công an của địa phương cũng như là những lực lượng chuyên môn để tiến hành rà soát và xử lý kịp thời. Hơn 2 tuần sau khi đường dây nóng 096-229-7777 cũng là số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh An Giang được công bố, lượng tin nhắn và cuộc gọi mỗi ngày một tăng. Mới đây, nhờ thông tin của người dân, Công an thành phố Long Xuyên đã triệt xóa được trường gà quy mô lớn, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 30 xe mô tô và 139 triệu đồng tiền mặt. Trong hơn có 2 tuần thôi mà chúng tôi đã nhận được 29 tin. Qua đây thì chúng tôi đã giải quyết được 23 tin, còn một số tin còn lại chúng tôi đang tiếp tục giải quyết. Cần nhân rộng trong toàn tỉnh để là cho là tất cả là người dân có cái kênh thông tin khi cần thiết thì báo cáo cho công an một cách kịp thời và xử lý kịp thời. Hơn ngày hết, người dân An Giang cảm nhận được sự năng động và gần gũi của lực lượng công an tỉnh nhà qua số điện thoại đường dây nóng. Qua đó, bà con mạnh dạn hơn trong việc phản ánh những vấn đề bức xúc để được hỗ trợ giải quyết. Rất là hiếm có đồng chí giám đốc mà đưa cái số điện thoại cá nhân đưa lên đường dây nóng để phục vụ nhân dân vì lợi ích chung của nhà nước. Đó là cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Đến nay, đã có hơn 1.000 cuộc gọi và tin nhắn có giá trị chuyển đến đường dây nóng 096-229-7777, hỗ trợ công an các địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp. Đây là tiền đề để mô hình được nhân rộng, góp phần kéo giảm tối đa tệ nạn xã hội trên địa bàn An Giang trong thời gian tới.